nổi thật. Mà nó ăn nhiều gạo ghét rồi. Quá đẹp luôn. Bà thái rau phồng hết cả tay. Mỗi mùa kiếm vài trăm triệu là ngon rồi nữa. Ôi trời ơi, chú thì nó chết mất chục con thì cũng hết vỗ. Mỗi mùa kiếm 300 triệu còn sao nữa. Cái này là xăm nghệ thuật đẹp đây. 21 triệu rồi. Đây này, đây này, con kia. Đấy, đây trước mặt luôn. Đấy, con ngủ rồi, cứ con đấy, đấy, con tao ngủ. Đấy, cũng ngon. Một con mắt thì hơi phí. Con này có ngon không? Cũng to. Đấy, mấy con chỗ này cũng được. Đây này, chú vào bắt con này được. Đây được không? Đấy luôn. Rồi. Má to luôn. Mày cứ con nào nó ngẩng cổ mẹ thì không mấy con. Ngẩng cổ nó bắt à? Ờ. Đấy cái con ngay đời rác đây này. Đấy nó ngẩng đang to cổ ra đây này. Đây nè. To đấy. Nè. Ờ. Đấy. Ôi giời ơi, con to thế mà. Cứ con nào cao cổ là con này lớn. Cái kia. Đấy. Con này à? Ừ, đấy, 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 đấy. Đấy, bắt đi. Rồi, con chạy đến đây nè, con chạy đến đây nè. Đấy, có chạy đến đấy, đấy. Đây, này làm sao đủ 12 con được? Được. Hai thùng cứ đấy, nếu mà không thì cho thứ hai thùng thoải mái. Quát đi. Đấy, con to to đấy, đấy. Ừ, ôi giời. Những cái con nằm nằm này nó biết sao rồi? Ngủ. Ngủ. Đấy, đấy, con đi đến đây, đây, con này. Đây này. Đấy. 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 Bổ thế. 46 con. Bao nhiêu con là 2, 4, 6, 7 con à? Cho thùng nữa chị. Được. Đây, chặt hết. Con ngay đây này này, mày con bầu này này, con bầu. Đấy, 2 con bầu, 3 con bầu. Đâu đâu đâu. Ngoài nhất này. Đấy, đấy. Đâu đâu. Đấy, bầu thế, đấy 3 con liền. 3 con ấy liền. Dạ. Ừ. 3 con liền chỗ này đều điện. Mấy con này nhỉ? 10 con. Bắt được 15 con. Đấy, 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 cái con đằng sau nhất là cuối cùng này này, đấy. Đấy, đấy, 2 con liền nhau rồi. Đấy. Đây này, cái con này này. Đấy. Đấy, đúng rồi. Đấy, con đấy. Nhưng mà là liệu là có con có ba chân đâu nhỉ? Có bực dây đâu nhỉ? Có bực dây, không không có ở đây. Chú cứ bắt đi. Mình giấu rồi, có cái bắt ra. Bắt lên là nhìn thấy ngay rồi. Đây, cái con này, này. Con chân cao này, không bắt được con nào. Đây à? Đấy, đúng rồi đấy. Đẹp thế mà không bắt. 84, 12 rồi. Rồi, 45, 15, kia là 13 rồi. 85 là 13. 2, 7, 6, 7 con. À, rồi. Tưởng lại là 6. Cởi bỏ cái khuy đi rồi. Chắc là có đấy bà. Ê, xe đẹp thế nhỉ. Ủa ôi. Ôi giời, tiếp. Cái này là làm lại đi đúng không? Em ơi. Xe mới em đã chuẩn bị sang rồi. Vâng vâng. Em cũng chưa biết là dài phải đi ăn là gì em sang luôn. Dạ. Anh ấy không có phải gì đâu, em sang ngày xong em phải về luôn. Hôm qua em đi chơi về đây, một người em mệt lắm. Để em khác bây giờ sau nha. À, xe này chữ rắn màu khác chứ nó là màu đỏ đô đây hả? Vâng vâng vâng. Anh em tí em sang em qua em điện anh ạ. Em sẽ qua chạy cho mình luôn nhé. Dạ vâng vâng. Màu đẹp nhờ, rắn màu đẹp thế. Xe này bây giờ mua nhiều tiền không? Quay xe này mua nhiều tiền không chị tắt rồi.